nhưng dân tộc Việt Nam vẫn đốt lên những ngọn nến giữa những bạo cuồng. Và chúng ta thấy bóng tối chí tôn, lũ quỷ vào tàn, thừa cơ toàn trị. Những người Việt Nam của chúng ta, những em bé, những trẻ thơ tiếp tục chịu bao nhiêu cảnh đau thương chỉ vì nói lên tiếng nói của tự do. Những ngọn nến của niềm tin và của lòng tin tiếp tục đốt sáng giữa đạo tàn, giữa bao cảnh tàn ác của công an, của cộng sản. Mẹ Việt Nam vẫn còn đang khóc vì con dân Việt Nam còn đang chịu một đêm tối của chế độ độc tài toàn trị. Và tất cả chúng ta có mặt ở đây góp phần để phá tan, để đốt lên một ngọn nến trong đêm tối. Người mẹ Việt Nam khóc thương thân phận mình và khóc thương cho thân phận quê hương. Chúng ta cùng chia những dòng nước mắt đó và biến dòng nước mắt căm phẫn thành một ý chí sắt son, quyết đoàn kết tại hải ngoại và quốc nội, dẹp tan chế độ cộng sản để không còn những cảnh người Việt Nam đổ máu trên quê hương Việt Nam. Những dòng máu này là của chúng ta, của anh em chúng ta. Chúng ta không đổ máu được thì cũng đổ lệ cho quê hương Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng cái sự dằn dần của nhà nước và sự bóp méo sự thật càng ngày càng lộ ra. Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, lên tiếng tố cáo cộng sản đã dùng côn đồ để hành hung, đánh đập dân chúng. Và hậu quả của cái sự tàn phá đó chúng ta đang nhìn thấy trước mặt. Những người anh em của chúng ta, những ai tranh đấu cộng sản bảo vệ tự do, không hề là người xa lạ với quý vị ở đây. Chúng tôi không lùi bước. Yêu cầu công an trả ngay cha chúng tôi ra. Tiếng nói của công lý vẫn phải được nói lên tại quốc nội và tại hải ngoại. Và cuộc đấu tranh này không phải chỉ của Mỹ Yên, mà của tất cả, của Trang Nguyễn Văn Lý, người đã nói lên tiếng nói tự do hay là chết, người đã bị bịt miệng nhưng không bịt miệng được tiếng nói của công lý, người đã luôn tranh đấu kiên trì của Lê Quốc Quân, người đã nói tôi bị tù đầy chỉ vì yêu thương quê hương tôi. Câu nói đó cách đây 3 ngày đã trở thành câu nói của lịch sử. Việt Khang, anh là ai mà sau đánh tôi không nương tay? Anh là ai mà nỡ làm tay sai cho Tàu? Việt Khang, tiếng nói bất khuất của người Việt, của người trẻ Việt Nam. Nguyễn Đắc Kiên, nếu ngày mai tôi phải vào tù, tôi xin được vào nhà tù cộng sản, ở nơi đó giam giữ tự do, giam giữ những trái tim hồng tha thiết sống. Trần Vũ Anh Bình, 4 năm trong tù vì tranh đấu cho tự do. Phương Nguyên, một khuôn mặt tươi trẻ được tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới yêu mến. Đinh Nguyên Kha, tôi chống đảng cộng sản, không chống đất nước tôi. Đỗ Thị Minh Hạnh bị đánh trên quãng đường 100 cây số, còng tay bịt miệng trong cái xe pit bùng không ánh sáng mặt trời. Luật sư người đã kiện Nguyễn Tấn Dũng và bắt sửa đổi luật hiến pháp. Điếu Cày bị tù 12 năm là người đầu tiên tranh đấu. Và tất cả bao nhiêu người hằng hàm lớp lớp, những người trẻ cùng với chúng ta, những người trẻ công giáo, những người trẻ thuộc mọi tôn giáo, họ là trái tim của Việt Nam, họ hợp thành trái tim của quê hương, niềm hy vọng của dân tộc. Những người trẻ này đã đốt lên những ngọn nến hy vọng cho quê hương cùng với ngọn nến mà chúng ta sẽ thắp ra ở đây. Và chính họ là những đóa hoa báo hiệu một mùa xuân dân tộc tự do sẽ nhở trên quê hương Việt Nam. Tất cả chúng ta ở đây ủng hộ cuộc chiến kiên cường của dân tộc Việt Nam, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền. Chúng ta nhất định không nhượng bộ trước bạo quyền, không nhường bước cho đến khi Việt Nam được quê hương, quyền làm người được tôn trọng tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Cả người, mọi người Việt Nam trên toàn thế giới, chúng ta ở đây triệu con tim cùng hướng về quê hương, muôn người như một, cùng bảo vệ vạch toàn lãnh thổ Việt Nam như năm. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn cho phần diễn thuyết của bác sĩ Trần Việt Cường. Và thưa với quý vị, cùng với chúng ta, các dân cử Mỹ Việt cũng đã hiện diện cái đêm thắp nến này. Và xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi một tràng pháo tay để đón nhận
các vị dân cử lên trên sân khấu. Xin một tràng pháo tay thật lớn, thật to, thật kêu và thật dài. Và chúng tôi xin được mời tất cả quý vị dân cử hãy đứng phía bên này, và các vị đại diện cho các vị dân cử không có mặt ngày hôm nay đứng xích sang bên kế kế bên các vị dân cử. Và tới tiếp tới chúng tôi xin được mời các vị đại diện cho các cộng đồng công giáo, cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, cộng đồng Pomona, cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ, cũng như cộng đồng Los Angeles, cộng đồng San Diego. Tôi không biết là có cộng đồng Los Angeles hay không, nhưng nếu có chúng tôi xin mời lên trên này. Và trước hết chúng tôi xin được mời quý vị phát biểu trong vòng ngắn gọn, bởi vì thời gian có cho phép xin quý vị giúp chúng tôi rất là ngắn gọn để chúng ta còn có những chương trình khác nữa. Và chúng tôi biết rằng rất nhiều người đang chờ đón chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn. Trước hết chúng tôi xin mời thị trưởng Tạ Đức Chí. Thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng tất cả quý đồng hương, sự có mặt của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các tổ chức, hội đoàn, tất cả mọi thành phần trong cộng đồng Việt ở hải ngoại là câu trả lời trước sự đàn áp tàn bạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại giáo xứ Mỹ Yên. Cộng sản càng đàn áp, người trẻ trong nước càng đứng lên, và tập thể người Việt tại hải ngoại càng đoàn kết hơn bao giờ hết. Đây chính là quyết tâm của tập thể người Việt, cộng đồng tại hải ngoại quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ và tự do. Và chúng tôi nhân cơ hội này cũng xin được cảm ơn và tỏ lòng ngưỡng mộ Linh Mục Nguyễn Văn Khải. Đây là một nhân chứng sống cho sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Thái Hà, nhưng mà Ngài vẫn ra đây diễn thuyết, thể hiện hào khí và khí tiết của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi một lần nữa xin cảm tạ tất cả quý vị. I'm Diana Carey. I'm really thrilled to be here tonight. I wanted to say one thing. I am really pleased to see all of you here, because by being here, you are standing with the people in Vietnam, and they need to know that we will never forget them, and we will always be there for them in their fight for freedom and democracy and human rights and religious freedom. And we're going to be here, and we cannot give up, and we cannot ever let them know that, you know, we're not behind them, because we are 100%. Thank you. Kính thưa quý vị, tôi là Sergio Contreras, nghị viên thành phố Westminster. Và hôm nay tôi rất vinh dự đến đây ủng hộ quý vị. Tôi xin cùng quý vị tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ châu tự do. Xin cảm ơn. Tự do cho Việt Nam! Tự do cho Việt Nam! Tự do cho Việt Nam! Xin cảm ơn quý vị. Thái Lê Diệp xin cùng với toàn thể đồng hương có mặt tại khuôn viên của trường trung học Boca Grande cùng đồng hành với các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, là một nhà giáo, chúng tôi xin được nhân cơ hội này nhắc nhở và gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả những bạn trẻ, những nhà tranh đấu ở Việt Nam ngày hôm nay. Và cái điều chúng tôi muốn thưa với lại quý vị đó là ngày hôm nay quý vị đã tranh đấu, nhưng ở đây ở hải ngoại chúng tôi từ 4 năm trước chúng tôi đã tranh đấu, và cái kết quả của cuộc tranh đấu đó là sách vở Cộng sản không bao giờ đến được với các cơ quan giáo dục ở Orange County và ở những nơi khác. Mặc dù tiền bạc họ có thể mua được tất cả những bất động sản ở đây, nhưng mà họ không bao giờ mua được cái điều đó. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Michael Võ, Phó Thị trưởng của thành phố Phan Valley. Xin được chân thành cảm tạ sự hiện diện của tất cả mọi người trong đêm thắp nến ngày hôm nay. Sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam đến với giáo dân Mỹ Hà, sự giam cầm bắt bớ đến với các nhà dân chủ tự do đấu tranh là tội ác của Cộng sản Việt Nam đối với chúng ta. Sự hiện diện của tất cả mọi người là một ngọn lửa đem lại làn sóng tự do dân chủ. Xin cùng với chúng tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Cảm ơn quý vị.
Xin thành thật, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Linh, ủy viên giáo dục của Hội đồng Giáo dục học khu Garden Road. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã đến đây góp sức cùng với chúng tôi để thắp lên năm ngọn nến chiếu sáng vào những đêm tối tối tăm của người dân Việt Nam. Để cùng chúng tôi để loan truyền tin yêu và hy vọng đến tất cả những nạn nhân của bạo hành của Cộng sản Việt Nam cũng như những người tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Kính thưa các bậc trưởng thượng, quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo, quý đồng hương, chúng tôi là Lý Vĩnh Phong, một thành viên trong ban tổ chức nhưng cũng là đại diện của dân biểu liên bang Alan Lowenthal. Như quý vị biết là dân biểu Lowenthal đang ở Washington DC, nhưng mà nhờ Phong gửi lời đến tất cả quý đồng hương là ông sẽ cầu nguyện cùng hiệp thông với tất cả chúng ta đêm hôm nay để hướng về giáo dân giáo xứ Mỹ Yên cũng như là tất cả những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Và ông đã đồng bảo trợ cho đạo luật nhân quyền đã được thông qua Hạ viện. Và tối hôm nay xin một lời kêu gọi quý vị hãy ký thỉnh nguyện thư để kêu gọi Thượng viện cùng thông qua đạo luật này. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo, quý vị trưởng thượng cũng tất cả các đồng hương ở đây. Đây là cuộc chiến đấu của đại khối dân tộc chúng ta để lật sập chế độ Cộng sản Việt Nam. Sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay cũng như tất cả các nơi trên thế giới bày tỏ tinh thần đoàn kết của tập thể người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới. Đây là công việc của tất cả mọi người. Và nhân chứng của cái tội ác Cộng sản không phải chỉ là Linh Mục Vũ Văn Lý, không phải chỉ là Linh Mục Vũ Văn Khải, mà là tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ nói, và cái công cuộc chiến đấu này không phải từ thế hệ này, mà phải từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và chúng ta đã thấy ở trong nước tất cả những thế hệ đã lên tiếng. Và ngày hôm nay, cái công việc hôm nay chúng ta thấy rằng là đây không phải là lần đầu tiên mà các đoàn thể trẻ ngồi lại với nhau để tổ chức cái đêm thắp nến này. Và đó là điều chúng ta hãy diện rằng là cái công cuộc chiến đấu này sẽ được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến một ngày thật gần đất nước này đã được tự do, dân chủ, nhân quyền thật sự. Đại nghĩa rồi đây sẽ thắng hung tàn, chí nhân sẽ thay cường bạo. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, kính thưa quý vị trưởng thượng và quý đồng hương, chúng tôi là Đặng Kim Trang, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam San Diego, cùng với ông Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam San Diego Nguyễn Văn Lực. Chúng tôi có mặt hôm nay để kính thưa cùng quý vị, bất cứ dù ở nơi đâu, New York hay ở Orange County, chúng tôi từ San Diego lên đây để sát cánh cùng tất cả quý vị tị nạn Cộng sản ở khắp mọi nơi, để cùng nhau đấu tranh, chiến đấu với lại Cộng sản, mong một đem lại tất cả những sự tự do nó ấm cho dân Việt Nam chúng ta. Chúng tôi xin gửi thông điệp này đến giáo dân Mỹ Yên, thuộc giáo xứ Mỹ Yên. Quý vị không cô đơn, chúng tôi lúc nào cũng sát cánh cùng quý vị để đấu tranh, và công lý chắc chắn sẽ thắng bạo quyền. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau hô to: tự do cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam, dân chủ cho Việt Nam, Hoàng Sa, Hoàng Sa, Hoàng Sa, Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa. Xin cảm ơn quý vị. Xin được phép cảm ơn tất cả các vị dân cử. Xin quý vị hãy đứng yên tại chỗ. Please stay. We have one more. Thưa quý vị, ông Chủ tịch của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo phận Orange đã phải về sớm, và chúng tôi xin được mời vị đại diện là cựu Chủ tịch của Cộng đồng Công giáo Giáo phận Orange cũng có điều lời. Xin mời ông Nguyễn Văn Liêm. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, những người tín hữu Công giáo luôn luôn sát cánh cùng với toàn thể đồng bào Việt Nam của chúng ta để tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta cầu xin Thượng Đế ban ơn cho đất nước chúng ta sớm thoát khỏi nạn Cộng sản, để người dân được hạnh phúc và đất nước chúng ta được thái bình bằng ngàn thịnh trị. Xin cảm ơn. Cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn quý vị rất cực, và xin được phép mời quý vị trở lại chỗ ngồi. Giây phút này là giây phút tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau thể hiện những giây phút quan trọng của buổi tối ngày hôm nay, đó là nghi thức thắp nến. Trong giây phút này, chúng tôi mời các quý vị trong Hội đồng Liên Tôn cùng bước lên sân khấu và mời giới trẻ cùng bước ra để sửa soạn tiếp nối ngọn lửa của các bậc cha anh trao lại cho các em.
Sau đó giới trẻ sẽ truyền những ngọn lửa này xuống đến tận tay quý vị đang có mặt ở đây. Và chúng tôi mời quý vị cùng bước lên để đặt những ngọn lửa đó trên bản đồ hình Việt Nam đã được vẽ sẵn trên trước mặt sân khấu. Tất cả những hình ảnh này cho thấy một điều là ngọn lửa đấu tranh sẽ tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dù có điều gì đi nữa cũng không thể nào có thể kéo dài với sự quyết tâm của người Việt ở khắp nơi trên thế giới là chế độ Cộng sản sẽ phải bị tiêu diệt và người dân Việt Nam sẽ có tự do, có dân chủ và có nhân quyền. Các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã phát biểu trong phần trước đây và hôm nay đại diện sẽ là lời cầu nguyện của Linh Mục Nguyễn Thái, Giám đốc Trung tâm Công giáo tại miền Nam California. Lạy Chúa, hiệp nhất cùng với toàn thể quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quý vị dân cử, quý vị đại diện các đoàn thể và toàn thể đồng bào Việt Nam hải ngoại, chúng con xin dâng lên Đức Chúa ánh sáng của ngọn nến đêm nay, ánh sáng của công lý, ánh sáng của tự do, ánh sáng của sự thật, ánh sáng của niềm hy vọng. Sự thật sẽ giải thoát dân tộc Việt Nam chúng con. Chúng con ước mong rằng ánh sáng này sẽ được truyền tải về đến quê hương đất nước Việt Nam chúng con để tiêu diệt bóng tối của chế độ Cộng sản, của chính quyền bạo quyền. Ước mong ánh sáng này sẽ đốt lên ngọn niềm hy vọng cho tất cả quý vị, các nhà dân chủ đấu tranh đang bị đàn áp trong các nhà tù, tăng cường sức mạnh, nghị lực. Xin đốt lên lòng yêu nước của tất cả những người Việt Nam thân yêu của chúng con, để đất nước của chúng con sớm được giải thoát khỏi bóng đêm của chủ nghĩa Cộng sản. Lạy Chúa, xin hãy đến cứu độ dân tộc Việt Nam chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.